Why?
xe ta đi đón mày đi chơi. Đi, tao đưa mày đi chơi. Đi. Hôm nay tao mua được xe, tao đưa mày đi chơi. Lên đây tao chở mày đi chơi. Đi. Tao vừa mua xe, tao chở mày đi chơi. Lên đây. Đây. Đấy. Tao không đi, tao đi làm tao không đi. Đấy. Không đi chăng? Mày chết chưa? Mày suốt ngày mày đi, mày uống rượu, mày suốt ngày mày khô biết nhà biết cửa, mày chết chưa? Suốt ngày rượu mày biết. Thôi. Mẹ đòn vợ này. Có xe mời không chịu đi. Mấy đâu còn ru mình xuống đây gì chứ. Uầy.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.